Chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình có ba em Sóc Nhan. Hiện tại thì mình đang sửa đèn nha các bạn. Đây, mình sẽ quay rõ cho các bạn xem. Ba em này thì mình vừa bắt về thôi. Ai quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0392 411 076 giúp mình nha. Sửa đèn tầm đâu 30 phút mình tắt đèn đấy, bắt đầu cho uống sữa là bao khỏe luôn. Sóc đen à, sóc nhan là cái loài sóc mà nó nhỏ hơn sóc đất nha các bạn.